Xin chào mọi người, nhất là các em trai, em gái tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Đây là video clip anh làm về vận hạn 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các em. Thì đầu năm thì anh đã làm cái tử vi của cả năm cho nam và nữ của Giáp Tý sinh năm 1984 rồi, và cái vận hạn 6 tháng đầu năm. Đây là video tiếp theo, có thể nói là như vậy. Nhưng mà do là vận hạn thì không cần phải phân chia nam nữ ra rõ ràng. Ví dụ như là nam mạng thì mình có sao sao thái âm, một cái sao may mắn danh lộc tốt. Nữ mạng thì có sao thái bạc, hao tốn đau ớn. Thì vào cái tháng đó, ví dụ như tháng đó tháng xấu đi, thì nam xấu ít mà nữ xấu nhiều, nó đại loại như vậy thôi, chứ không có cần phải phân tích ra rõ ra để hai cái video coi chi cho nó dài dòng ha. Anh sẽ gặp chung vậy anh làm. Thì có phải nói rằng là Giáp Tý năm nay á, thì nữ mạng nó có nhiều khó khăn thôi, chứ nam mạng mà nói thật sự ra thì cũng không phải là khó khăn lắm. Tuy nhiên á, là nam mạng thì dưới cái hạn Diêm Vương có thể nói là có khó khăn về một chút xíu về bệnh nạn. Cái chữ mà thiên can là chữ giáp, nó khác cái chữ mậu, tức là công việc nó tạo nhiều điều khó khăn. Tuy nhiên là với cái chữ giáp mà nó khắc mậu là mình khắc nó, thì mình vẫn giải quyết được ha. Phải nói rằng là có khó khăn thì dĩ nhiên suôn sẻ nó vẫn tốt hơn là có khó khăn mà mình đi giải quyết. Dĩ nhiên nó giải quyết bây giờ không phải, thí dụ như là ra phải đi nhậu nhẹt hay là này kia, tốn đầu óc, chứ không phải là không không là mình có thể mà giải quyết được mọi cái điều. Xem coi là 6 tháng cuối năm là nó như thế nào đối với tuổi của các em. Tại vì 6 tháng cuối năm này nó có một cái tháng đặc biệt, đó là tháng 11. Nó của năm Mậu Tuất, tháng 11 âm lịch năm nay là tháng Giáp Tý luôn, là tức là tháng của bổn mệnh của mình luôn. Người ta gọi là năm sinh tháng đẻ thì nó không có nhiều điều tốt đẹp. Thì xét xem coi mấy tháng trước đó nó sẽ như thế nào. Đầu tiên hết đó là tháng 7 âm lịch. Tự nhiên video trước anh đã làm tới tháng 6 âm lịch rồi, tháng Kỷ Mùi rồi. Tháng 7 âm lịch năm nay á, là nó sẽ bắt đầu là khoảng cỡ ngày 13, 14 gì đó, tháng 8 dương lịch. Nó như thế này. Tháng 7 á, là tháng Canh Thân, tức là tháng mộc. Như vậy á, mệnh là cái mệnh kim, nó sẽ khắc mộc, bổn mệnh tương khắc tháng, đề phòng tai nạn nhẹ. Mà bổn mệnh tương khắc tháng thì các sao các tinh quân ở trong mệnh của mình sẽ không tốt đẹp lắm đâu. Thiên can canh thì nó khắc chữ giáp. Tháng khắc thiên can, chữ canh nó khắc chữ giáp. Công việc dễ sinh rối rắm bế tắc ở trong cái tháng này. Địa chi là thân tí thìn, là nhóm tam hợp, dấu hiệu của cái nhiều cái sự may mắn ở trong gia đạo. Không những cái gia đạo không đâu, còn ảnh hưởng tới cái nhiều việc khác nữa. Như vậy là có ba cái mà để xét là tốt hay xấu ở trong một tháng, thì chúng ta có hai cái bị khắc, một cái thì được tam hợp ha, kim khắc mộc. Bản mệnh là nguyên năm là chúng ta cũng đã bị kim khắc mộc rồi, tháng này thì kim khắc mộc nữa, cho nên là các em cần cẩn thận, đặc biệt là các bạn nữ dưỡng sao thái bạch ha. Phải cẩn thận cái tháng này. Dù rằng cái sao thái bạch đối với cái người mà Giáp Tý, thì sao thái bạch nó hành kim mà, đối với người Giáp Tý mệnh kim á, thì nó không có tác dụng nhiều, nhưng không có tác dụng nhiều chứ không phải là nó không có tác dụng. Cho nên là đừng có mà ý ai. Rồi, canh khắc giáp mà toàn năm là mậu, giáp khắc mậu, như vậy thì rõ ràng là công việc của tháng này vẫn chưa đạt tốt đẹp gì, thậm chí là có nhiều điều mà không có ngon lành lắm. Cho nên là các em thì anh nên cẩn thận, nhất là các em nữ. Các em nam thì có sao thái âm thì có may mắn danh lộc tốt, thì hy vọng rằng là tháng này nó không có đem lại cái sự khó khăn như mà các em mong muốn, các em mà ấy, các em nữ. Rồi tiếp theo là tháng 8, tháng mộc, một tháng dậu. Tháng này tên là tháng Tân Dậu. Tháng Tân Dậu ha, tí ngọ mèo dậu ha, tứ hành xung nè ha, để coi nó như thế nào. Thì mệnh thì cũng giống như tháng 7, nó là kim khắc mộc, bổn mạng tương khắc tháng, đề phòng tai nạn, và bệnh nạn không có nhẹ nhàng đâu.
từ vì 2 tháng mà liên tiếp bị khắc bản mệnh thì tháng thứ hai nó sẽ xấu hơn tháng thứ nhất về bằng bản mệnh. Thiên can tân giáp ha, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên tân nó thuộc hành kim, giáp là thuộc hành mộc. Về mặt nạp âm ngũ hành của thiên can thì vẫn là tương khắc. À, như vậy thì rõ ràng là cái sự khó khăn của cái công việc của cái tháng mà canh khắc giáp nó cũng sẽ đem qua chữ tân, tân giáp này luôn. À, cho nên là có thể nói là mình đang rơi mà, rơi xuống thì mình phải từ từ mình lấy lên, chứ không phải cái rơi xuống cái bay cái ào lên trên được. Cho nên là công việc nó cũng sẽ có những cái khó khăn. Dậu tí là tí ngọ mèo dậu, tí dậu ha, là nó nằm trong tứ hành xung nhưng mà nó xa nhau quá. Nó xa nhau quá cho nên là nó cái sự xung khắc của tứ hành xung này nó không có quá lớn lắm, nó không có việc gì quá nặng nề. Đặc biệt ở một chỗ là dậu thuộc kim, tý thuộc thủy, như vậy là kim sinh thủy về mặt nạp âm ngũ hành của địa chi, cho nên là có thể nói là cái sự khó khăn ở trong địa chi gia đạo không có xảy ra trong tháng này. À, mà tháng này chủ yếu là phần bản mệnh và công việc vẫn chưa tốt đẹp, chứ còn mà về gia đạo thì không có việc gì xảy ra đối với người giáp tý ha. Nhưng mà nếu mà nó như vậy thì người giáp tý nữ nên cẩn thận hai tháng, tháng 7 và tháng 8 này ha. Rõ ràng là không tốt đẹp về công việc, mà dưới sao thái bạch nữa thì dễ hao tiền đó nữ mạng nha. Rồi tháng tiếp theo của là tháng 9 năm lịch, tháng này là tháng nhâm tuất, một tháng thủy. À, mệnh là kim sinh thủy, bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng yếu không tốt ha, nhưng mà không có nặng như bị tương khắc đâu. Rồi thiên can nhâm giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, tuy nhiên như đã nói ở các video trước, nhâm là thuộc thủy, giáp thuộc mộc, cho nên mà nếu như mà đúng thì thiên can về mặt nạp âm ngũ hành là được tương sinh, thủy sinh mộc tốt, dễ sinh tài lộc, công việc dễ hanh thông ha. Hai tháng liên tiếp gặp sự bế tắc, tới tháng thứ ba này có ngon lành ha. À, để coi địa chi thì sao. Tý tuất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, như vậy là tháng này sinh xuất bản mệnh thì bổn mệnh mình sinh xuất một chút xíu. Các em thì đang tuổi giáp tý, vốn dĩ là người gọi là lớn mạng, sinh xuất bản mệnh tý chắc cũng bệnh ho nhẹ nhàng hoặc là có gì đó không khỏe một chút xíu rồi ha, chứ không có nặng nề gì. À, được cái thiên can là ngon lành. À, hy vọng công việc nó sẽ đỡ đần hơn cho các em, nhất là các em nữ nha. Nữ năm nay dưỡng sao thái bạch, chứ còn nam có thái âm thì cũng không đến nỗi nào, nhưng trừ những người ha, trừ những người sinh vào tháng năm âm lịch, dù là nam mạng thì rõ ràng là sao thái âm năm nay không có tác dụng cho những người sinh vào tháng năm âm lịch nha. Rồi địa chi tý tức không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là gia đạo không có việc gì xảy ra, ok mọi điều. Rồi, tiếp tục tháng 10 là tháng quý hợi, một tháng thủy nữa. À, như vậy là bổn mệnh tiếp tục bị sinh xuất ha, tháng cho nên là có thể là sức khỏe không được ổn định lắm, nhưng không có việc quyền quá nặng. Thiên can giáp quý ha, quý giáp cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, chữ quý cũng thành thủy. À, cho nên là tương sinh ha, cho chữ giáp thuộc hành mộc. À, về mặt nạp âm ngũ hành, à, địa chi hợi tý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên hợi với tý là cùng hành thủy, cho nên có thể nói là bình hòa, được bổn mệnh tốt. Như vậy là ngoài cái tháng này thậm chí còn tốt đẹp hơn là tháng 9. À, dù là bổn mệnh đi sinh xuất thì cũng như tháng 9 thôi, nhưng mà tháng này được cái hợi tý cùng hành thủy có tương sinh thêm cho cái địa chi, và thiên can thì được nạp âm ngũ hành là thủy sinh mộc tốt. À, rõ ràng là những điều này sẽ đem lại những cái thuận lợi cho công việc cũng như là gia đạo. Rồi tháng tiếp theo một tháng vô cùng đặc biệt đối với người giáp tý, tại vì tháng 11 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 là tháng giáp tý luôn. À, đúng không, mình tuổi giáp tý gặp tháng giáp tý, người ta gọi là năm sinh tháng đẻ, thì rõ ràng là có vấn đề, người ai cũng sợ năm tuổi hết, nhưng mà tháng tuổi thì nó đã hơn rất nhiều. Thì vì sao thì mình xét từng cái mà, thì tại sao mệnh gặp kim là này, thì tháng giáp tý mình giáp tý kim đồng nè,
thiên can giáp đồng hàng mộc mà gặp năm nay là năm hỏa vượng, cho nên là có thể nói là tháng này công việc dễ hao tài. À, rồi địa chi là Tý, Tý tháng tuổi mà nam có thấy âm chiếu mạng thì không có quá lo lắng, nhưng mà nữ có thấy bạc cần cẩn trọng nhiều điều, dễ sinh dính thị phi và tốn tài. Như vậy là cái đặc biệt cái người mà mình là cả năm á, cái sao mệnh không có cái sao mệnh tốt gặp cái tháng mà cùng tuổi luôn, cái tức là cái tháng mình tuổi Giáp Tý gặp tháng Giáp Tý luôn á, mà sao mệnh tốt nhưng không sao phải âm rồi những cái mà của nam á thì nó đỡ nè. Nhưng mà nếu mà nữ thì thật sự là phải cần cẩn trọng. Thật nhất dù là cái kim mệnh kim nó đồng hàng, nhưng là do nó làm chu kỳ cho nên là nó dễ tạo cho chúng ta những cái va vấp ở trong cuộc sống. Thậm chí nhiều cái điều nhất là cái sự thị phi, thị phi á, nữ nhiều khi mình không có nói mẹ gì hết á, nhưng mà nó ở đâu đổ đâu nó bay tới nó nói cho mình là mình nói. Cho nên là các em thì nữ thì em các em cần cẩn thận. Nam mệnh những người sinh tháng năm ha, những người sinh tháng năm nè ha, thì cần cẩn thận nhất, chứ còn mà những người khác thì đỡ đâu, không sao gì đâu, cho nên các em cũng không quá phải lo lắng nhiều. Rồi tháng tiếp theo, tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018 đó là tháng Ất Sửu, một tháng kim. Như vậy sao mệnh thuộc kim đồng hàng của mạng sức khỏe tốt nè, cái của mình là Giáp Tý là kim hải trung kim dương, còn Ất Sửu là hải trung kim âm, vàng ở dưới biển là biển tối. Thiên can giáp Ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, giáp Ất thì cùng hành mộc, cho nên là có thể nói là ok về gọi là đồng hàng bình thường trong cái việc cho công việc dễ sinh tài lộc. Đặc biệt là Sửu với Tý lại là thuộc nhóm lục hợp, mà gặp tháng lục hợp về địa chi nó không những đem lại may mắn cho gia đạo đâu, nó còn đem lại cả may mắn cho công việc nữa. Như vậy là ngon lành đâu, có thể tháng từ đầu năm tới tháng qua cái tháng cái khúc cua nặng nhất là tháng 11 âm lịch, tức là tháng tuổi của năm Mậu Tuất luôn, thì đến cái tháng 12 này rõ ràng là nó có nhiều tín hiệu tích cực ở trong cái cung mà hy vọng là nó sẽ tương sinh tốt để mà sinh tài lộc. Nói thật chứ tháng này là tháng Ất Sửu, tháng kim này, chứ thường là mình người Việt Nam mình hoặc là người châu Á mình chỉ làm việc có nửa tháng thôi, chứ đầu từ ngày 15 tháng chạp trở đi là hết làm rồi, bắt đầu lo lắng tiền bạc rồi này kia gom viết ấy về để mà trang trải cuộc sống, lo cho cái Tết được chu toàn. Người Giáp Tý thì năm nay nữ có sao thái bạch, dướng sao thái bạch nhưng không quá nặng, từ vì sao thái bạch hành kim như đã nói ở trên thì cũng không có phải là một năm hoàn toàn thất bại. Một năm dù rằng đó là thì giáp nó khắc chữ mậu có khó khăn trong công việc, nhưng mà rõ ràng nó có khó khăn nhưng không phải tổng năm không phải là một năm thất bại, đặc biệt là các em nam thậm chí là còn có gọi là xu thế mà tiền tài hanh thông, không phải là một cái gì đó quá lớn lao. Như vậy xét chung 6 tháng cuối năm đối với người Giáp Tý sinh năm 1984 mà có tháng thì thuận lợi nhiều điểm, nhưng mà cũng có tháng phải nói rằng có nhiều cái khó khăn, và đặc biệt nhất là người Giáp Tý sẽ gặp tháng Giáp Tý vào tháng 11 âm lịch, cho nên là các em thì dù nam hay nữ thì anh cũng cẩn thận cái tháng này. Hy vọng rằng những cái thông tin anh tổng hợp được từ tử vi phong thủy vừa chia sẻ cho mọi người tuổi Giáp Tý sẽ giúp được mọi người vượt qua cái những cái tháng còn lại của năm Mậu Tuất 2018 nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc. Ứng dụng tốt cái này thì có thể nói rằng là mình sẽ có được có thêm một cái nguồn thông tin tự tin để mà đối phó với những cái điều mà sắp xảy ra. Nếu như những người tuổi Giáp Tý nào xem video thấy hay, nhớ xin bấm like và chia sẻ video cho nhiều người tuổi Giáp Tý khác được biết. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video tiếp theo về tử vi,
phong thủy không phải là tuổi của mình, còn nhiều cái tuổi của bạn bè và người thân nữa. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.